Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng Giêng năm 2011. Chúng ta đã học đến bài thứ 6 của Thiền Tư Niệm Xứ, tức là Quán Pháp trong Pháp. Và có những phần mà chúng ta đã đi ngang qua. Cái bài này nó có tới 4 phần. Thứ nhất, chúng ta đi vô nó là Pháp là gì? Và thưa các vị là mình đã đi vô những cái phần thứ nhất là những cái định nghĩa của kinh văn. Và cái phần này chúng ta đã nêu lên cái định nghĩa từ văn học A Hàm. Thứ hai, từ luận thư. Phần này dường như mình chưa đi vô. Cái đại chúng là trước khi đi vô mấy cái phần này mình có nội điều nhắc ở đây thế này. Đây là phần thứ tư trong Thiền Tứ Niệm Xứ. Và phần này nó rất là rộng thưa các vị. Nhiều cái từ ngữ rất là lạ đối với các vị. Ví dụ như quán thân thì nó thuần là nhận biết hình hài của các vị, hình thể sắc chất của các vị. Quán thọ thì nó thuần là cảm thọ. Đó là cái phần cạn của tâm hành. Quán tâm thì nó chỉ thuần quán tâm thôi. Những trạng thái sinh khởi từ bên trong tâm thức của các vị. Thế như quán pháp nó rất là rộng, nó bao gồm luôn cả thân, thọ, tâm bên trong đó. Tức là nó bao trùm luôn bốn phần kia, cho nên gọi là quán pháp trong pháp. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị là pháp phiền não cũng được quán chiếu, pháp tu tập cũng được quán chiếu. Và thậm chí cái sự thành đạt của sự tu tập như pháp an lạc giải thoát cũng trở thành đối tượng để chúng ta quán chiếu luôn. Thế cho nên nó rất là rộng. Chúng ta hình dung là những cái phần khác giống như quán thân, quán thọ, quán tâm. Thì những phần ấy nó có những cái phần phân biệt từng thể loại. Thế nhưng mà quán pháp thì nó bao gồm luôn tất cả những phần còn lại. Tôi ví dụ thế này thôi. Ví dụ như trong nội dung của nó gồm có bốn phần. Một là quán, năm triền cái. Thứ hai là quán năm uẩn. Thứ ba là quán 12 xứ. Và thứ tư là quán thất giác chi. Và thứ năm là quán tứ đế. Các vị nhìn những cái phần này thấy nó đã rất là khô để cho chúng ta vừa học vừa ngủ được rồi. Tại vì những cái từ Phật học có khi mình chưa từng đi vô, cho nên mình sẽ rất là khó khăn khi nhận diện đó. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, nó bao hàm luôn tục đế và chân đế. Hay nói một cách khác là pháp phiền não cũng được anh nhận diện, pháp niết bàn cũng được anh nhận diện. Ví dụ như trong thất giác chi nó gồm có khinh an, hành xả và tuệ. Đó là những cái pháp do chúng ta quán chiếu. Thế nhưng mà nó cũng trở thành đối tượng để anh nhận biết sự có mặt của nó. Thế cho nên nó bao hàm rất là nhiều lĩnh vực khó cho chúng ta đi vô. Đó là mình lược giải sơ để các vị thấy cái chiều rộng của quán pháp trong pháp nó là như vậy. Mình lặp lại cái ý mình muốn nói là thế này. Ba phần đầu quán thân, quán thọ, quán tâm thì nó khu biệt, tức là nó có một thể loại riêng rất là dễ để hiểu biết, để giải thích, để phân tích. Thế nhưng mà cái phần quán pháp trong pháp này thì thưa các vị, nó đi vào ba phần quán đầu, tức là ba phần quán đầu cũng đi vô trong cái phần này. Và rất là nhiều cái từ ngữ Phật học chúng ta chưa quen. Cái điều thứ hai nó khó khăn hơn nữa là thế này. Thưa các vị, là đối với truyền thống thiền minh sát tuệ, tức là đối với các vị sư của Phật giáo Nam truyền, khi muốn đi vô phần này thường phải học vi diệu pháp trước. Vi diệu pháp
Ví dụ pháp tức là A Tỳ Đạt Ma, Abhidhamma, Abhidhamma. Một cái tâm vương thôi người ta phân ra tới 101 loại, chứ không phải là 8 tâm vương, 51 tâm sở như chúng ta. Họ phân tích rất là chi tiết, rất là chi ly. Cho nên mỗi một vị sư hướng dẫn thiền tập của truyền thống thiền minh sát tuệ, tức là thiền Vipassana, thường thường họ chỉ dạy một phần thôi. Hoặc là thầy đó chuyên về dạy niệm thân, hoặc là chuyên niệm thọ, hoặc là chuyên niệm tâm, và một sư thì chuyên niệm pháp. Chứ không hề có cái chuyện một thầy mà cả gan hay là có cái năng lực đủ rộng để bao hàm luôn bốn phần này. Và thậm chí có những vị sư nghiên cứu thiền tứ niệm xứ 50 năm để dạy về một món quán pháp trong pháp. Thưa các vị, mình phân tích những cái phần rất là khó thâm đạt của điều này. Thế nhưng mà với người nhiệt tình tu thì thưa các vị, chỉ cần một phần thôi, một phần quán chiếu thôi. Ví dụ như chúng ta thực tập quán pháp trên pháp và thành công, với người có năng lực trí tuệ là một. Có trí tuệ không có nghĩa là anh có học hàm học vị gì ghê gớm cả. Mà có trí tuệ nghĩa là anh nhận biết điều trong Thánh giáo Đức Thế Tôn truyền đạt. Cái thứ hai, yếu tố quan trọng là anh có niềm tin với pháp môn thực tập. Điều thứ ba là anh cảm nghiệm được nỗi khổ của đời người, anh muốn vượt thoát. Điều thứ tư, anh đủ ý chí kiên định để thực tập điều này, thì Đức Thế Tôn nói rằng với những điều kiện đó 7 ngày thôi chứng thánh quả A-la-hán. Và thậm chí đối với những người căn duyên sâu dày thì trong 1 ngày thôi. Thậm chí có những người Đức Thế Tôn nói chỉ cần buổi sáng nghe tứ niệm xứ, thực tập tới buổi tối là chứng thánh quả A-la-hán, đoạn sạch lậu hoặc. Chứ không phải là cái chuyện khó khăn gì đối với sự tu tập để thành đạt quả vị giác ngộ đâu. Thưa các vị, chúng ta nghe cái từ A-la-hán trong văn học A-hàm, chúng ta tưởng chừng như là chứng A-la-hán là chứng thinh văn. Nhưng mà nếu các vị đọc trong văn học A-hàm thì cái điều này nó xác minh để cho chúng ta có một cái nhìn sáng hơn về hai dòng chảy Phật giáo Tiểu Thừa và Đại Thừa. Đó là trong kinh văn khi nói đến danh hiệu Đức Thế Tôn, thì trong văn học A-hàm nói tới 11 danh hiệu chứ không phải 10 danh hiệu. Trong đó gồm có Như Lai, A-la-hán, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, vân vân, 11 danh hiệu của Đức Phật. Thế nhưng trong Đại Thừa thì người ta bỏ ra cái danh hiệu A-la-hán mất. Người ta chỉ nói Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri thôi. Thế thì thưa các vị, người liễu ngộ được điều này, nghe và hiểu và có nhiệt tình tu, thì người đó có khả năng buổi sáng nghe và buổi tối có thể chứng Phật quả A-la-hán, trong đó có nghĩa là Phật quả, có nghĩa là chánh giác. Thế cho nên chúng ta đừng coi những cái pháp môn Đức Thế Tôn dạy là bình thường. Và cái điều thứ nữa, mình cũng cung cấp một cái thông tin. Mình chưa có đọc hết văn học A-hàm, ví dụ như Trung Bộ Kinh, mình chưa đọc hết toàn bộ những bài kinh trong đó, nó gồm 60 mấy bài. Mình chỉ đọc chừng 10 mấy bài kinh, mình đọc lướt ngang thôi, để tìm thử cái câu cuối của từng bài kinh Đức Thế Tôn có một kết luận như thế nào. Dường như là chưa có bài kinh nào Thế Tôn có một kết luận đây là con đường độc nhất đưa chúng sinh thành tựu chánh giác, chứng nghiệm Phật quả, giống như bài kinh Tứ Niệm Xứ này. Các vị dư khó về là Trung Bộ Kinh đọc thử, chừng như chỉ có bài kinh này có cái kết luận như vậy. Thế Tôn nói đây là con đường độc nhất đưa chúng sinh thành tựu chánh trí, chứng nghiệm tuệ giác hiện tiền, tức là đưa chúng sinh thành tựu quả Phật liền. Đây là con đường duy nhất không có ngã tẻ. Và ngay con đường này nếu ta có niềm tin vững chắc thì có thể thành đạt được giác ngộ. Dường như trong Trung A Hàm chỉ có bài kinh này có một câu xác tín của Phật là như thế. Đó là điều mình nói vòng quanh để các vị thấy rằng quán pháp trong pháp, trước khi đi vô, người xưa tức là trong cái văn học
Nam truyền tức là các vị sư dạy thiền Vipassana thường thường bắt thiền sinh học vi diệu pháp trước, tức là từng từ ngữ một có cái trạng thái tâm hành gì, mỗi một trạng thái tâm hành nó có một cái tên gọi khác nhau, chúng ta đều phải thuộc rất là cặn kẽ rồi mới bắt đầu đi vào quán pháp phương pháp. Nó khó cho chúng ta là như vậy. Và đây là một bộ môn mà học dễ buồn ngủ, dễ chán. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ đến các vị ý thức rằng quán pháp trong pháp nó bao hàm luôn những phần phía trước mà chúng ta đã từng học. Thế nhưng mà cái phần này, tức là phần đầu mình vẫn còn đi lang thang, chưa có đi vô hết. 2 buổi học rồi chúng ta đi lanh quanh gần này thôi. Và hôm nay chúng ta đi vô vài điều trong luận thư định nghĩa pháp là gì. Ví dụ như trong trung luận của Ngài Long Thọ, Ngài có một cái định nghĩa về pháp bằng 4 câu thôi, chép ra đây cống hiến cho các vị. Chúng nhân duyên sanh pháp, ngã thuyết tức thì không, diệt danh thì giải danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Tôi nghĩ các vị học cái môn này nó liên hệ đến nhiều thứ lắm. Câu này nó có một cái hàm nghĩa như này: các nhân duyên tập hợp sinh ra pháp, các duyên sinh ra pháp. Mình giải thích từng câu để cho chị Lệ chỉ dịch cho thiền sinh nghe. Mọi pháp trên nhân gian này, tức là mọi đối tượng nhận biết của ta, nó đều tập hợp nhiều nhân nhiều duyên để hình thành. Ví dụ như vật chất, như cái bảng này, rất là nhiều cái nhân duyên hình thành, do cây, do gỗ, do công thợ. Chừng đó đủ thành cái bảng chưa? Chưa. Một cái loại sở hữu đối diện trước mắt các vị để có được cái tên, nó đòi hỏi là trong quá khứ người ta định danh đó, người ta phân biệt cái này nó khác cái kia. Thế thì ngoài những cái điều kiện vật chất làm thành một cái bản, nó còn có điều kiện tinh thần để làm thành cái bản nữa. Tức là ý niệm của con người gắn vào, đặt danh, đặt tên cho nó, để nó hình thành một cái tên, phân biệt nó với loại khác. Rồi từ cái vật chất hữu vi bên ngoài, các vị quy chiếu vào đời sống bên trong của các vị như hình hài này, nó cũng như vậy. Nó tập hợp nhiều nhân, nhiều duyên để hình thành. Đầu tiên là nó từ cái nhân ban đầu, cái phôi ban đầu hình thành sự sống trong thai bào của mẹ. Và đó là duyên ban đầu căn bản nhất để hình thành một đời sống. Rồi nó nhờ những cái loại duyên gọi là tăng thượng duyên, tức là nhiều cái duyên để nuôi dưỡng cho hình hài bé thơ đó. Nó trưởng thành, nó lớn dậy. Rồi nó còn nhờ những cái duyên rất là vô hình nữa. Duyên gì vô hình? Thầy bạn dạy để anh có một cái tri thức nhất định. Rồi bố mẹ đặt tên anh để hình thành cái tính cách của anh. Rồi ngoài cái đời sống vật chất và tinh thần, nó còn đời sống của tình cảm bên trong anh nữa để hình thành. Anh có tình cảm bên trong để thương yêu, có kỷ niệm vui buồn, có mọi thứ. Thế thì để có một con người, thưa các vị, nó trùng trùng nhiều thứ làm thành, chứ không hề là một thứ đơn thuần, không hề có cái này sinh ra cái kia. Và ngang đây chúng ta nhìn về về cái sự có mặt của các tôn giáo thì dường như họ giải thích mọi điều kiện sinh thành giữa nhân gian thì đều sai hết. Ví dụ cái căn bản đầu tiên là Thượng Đế sinh ra mọi vật. Đây là cái điều sai lầm rồi đó. Không có ông Thượng Đế nào sinh ra con người hay là mọi vật cả. Mà nhân duyên trùng trùng để sinh ra một vật thể, một con người. Ngay tâm thức của anh như hiện giờ, nó không phải là đơn thuần anh chỉ nhờ bố mẹ anh dạy anh, nhờ nhà trường dạy anh. Còn nhờ bao nhiêu duyên nữa. Nào thầy, nào bạn, nào năng lực phát triển từ bên trong, nào khả năng tư duy của chính tự thân anh chắt lọc những cái điều đã học hỏi trong quá khứ, trải nghiệm suốt một đời để hình thành cái tính cách của anh, cái con người của anh. Sự lành thiện, sự ác độc của anh, nó không phải là từ bên trong tâm thức của anh như thế nào nó khởi ra như thế ấy. Có khi nó do
nhiều yếu tố bên ngoài tác động. Một cái kẻ gây tội ác có khi nó không phải là do tự thân hắn muốn gây tội ác, mà nó do cái môi trường xã hội giúp, nó do bạn ác xúi, và có khi nó do một cái ly rượu làm thành. Có khi cái nhân duyên rất bé nhỏ nó tạo thành tội ác nữa. Thế thì không có cái điều gì một nhân mà sinh ra, không có cái gì một cái này mà sinh ra một cái khác. Hay một cái ví dụ gần là thế này, không có một bà mẹ nào sinh được đứa con cả. Tại vì không thể có cái chuyện không có nhiều nhân nhiều duyên để hình thành một cái sinh mệnh, một sinh mệnh con người có mặt. Ngoài cái chuyện là do bố mẹ hợp lại để sinh ra, do cái điều kiện y tế, môi trường, thức ăn, không khí và vân vân, có ngàn vạn thứ để cuộc đời anh có mặt. Thế thì cái câu đầu thưa các vị là rất nhiều nhân, rất nhiều duyên để sinh ra một pháp. Pháp đó nhỏ như là cái lau bảng này, như cái viết này, hay lớn là con người này, hay lớn là hành tinh này. Đó là vật thể hữu hình. Vô hình như cái tư duy của anh đây, một suy nghĩ của anh thôi, nó cũng không đơn thuần là do anh sinh ra, mà do quá khứ anh đã hội nhập từng câu chữ của nhà trường tặng cho anh. Nó phát triển từng ngày tháng để anh có thể suy nghĩ được. Rồi những cái ý niệm rất trừu tượng như là tôn giáo, vân vân, mọi thứ thưa các vị nó đều tập hợp của ngàn vạn nhân duyên hình thành, chứ không phải là một nhân sinh ra một quả. Không có một cái cây sinh ra một trái bao giờ. Không có chuyện có một vị thần linh nào sinh ra con người hết. Không hề có chuyện đó. Và không có ai tạo ra hành tinh này, cũng không ai sinh ra không gian môi trường này cả. Nó là cái nhân duyên trùng trùng, cái này có cho nên cái kia có thôi. Đó là cái câu đầu xác định cái đặc tính của từng pháp trong nhân gian này, nó đi theo quy trình như thế. Và mình lặp lại từ cái nhỏ nhất như cái đơn vị vật chất căn bản thôi, cho tới cái nhà, cái viết, con người, từng ý niệm vui buồn sinh khởi trong anh, nó đều là nhân, là duyên trùng trùng. Và Ngài Long Thọ, Ngài nói cái câu này, hậu ý của Ngài muốn chúng ta quán chiếu cái điều gì từ câu nói này đây. Nếu đã nhân duyên trùng trùng thì bản chất nó không có cái gì gọi là thực trong đây cả. Bản chất tự tính nó là không. Ý Ngài muốn dạy chúng ta điều đó. Cho nên câu kế tiếp là ngã thiết tức thì không. Ông cho rằng mọi pháp trong trần đời này bản chất nó là rỗng, là không, là di chuyển, là có thể thay đổi được. Sự thật là nếu bản chất của anh là người thiện, sinh ra là thiện lành thì anh không cần tu. Thế nhưng mà thưa các vị, có những con người tâm hồn rất là lành thiện lúc ban sơ. Thế nhưng mà đi vào đời, môi trường đời sống tác động họ. Hoặc là họ ở trong một cái vùng đất, người ta gạt lừa, dối trá. Và cái điều kiện hoàn cảnh nó thúc đẩy cho nên làm cho anh ta từ cái tâm thiện ban đầu nó trở thành cái ác. Không phải là khó. Nếu bản chất con người kia là ác, không thể làm gì được để đổi thay, thế thì cả đời họ sẽ là người ác, không có một chút nào lành thiện cả. Bản chất con người kia nếu sinh ra vốn dĩ là một người dốt, không thể học hành được, thế thì đừng hòng có một người nào dạy để người đó học hành thành đạt được mất công. Anh sinh ra là một con người, không phải ông thầy tu, thế thì đừng hòng có cái chuyện anh đi tu mà trở thành ông thầy tu được mất công. Do gì? Bản chất của anh không là gì cả. Nó do những cái yếu tố nhân duyên làm thành. Cho nên liền anh vô chùa ít lâu anh trở thành một thầy tu có đạo hạnh. Mà nếu anh không tu, anh nhảy vào đời, lâu dần thì anh trở thành một người không có đạo hạnh, thế thôi. Bản chất của mọi pháp nó không cố định là như thế. Tự bản chất nó không có cái gì gọi là thiện hay ác gì cả. Do cái điều kiện nhân duyên môi trường để hình thành một pháp. Do vậy, cái câu thứ hai Ngài định nghĩa là cho nên tôi nói các pháp nó vốn là rỗng, vốn là không, vốn không có tự tánh, nó không có thật. Đó là luận thư định nghĩa về pháp nó như vậy. Các duyên sinh ra pháp nên ta nói nó là không, cũng gọi là giả danh.
cũng gọi lý trung đạo. Tại sao gọi nó là giá danh? Bản chất mọi thứ nó chỉ là tên gọi thôi thưa các vị, mà nó không có cái thực thể. Một cái ví dụ thế này. Ví dụ như trong quá khứ, những người Việt vượt biên qua bên đây, ở quê hương Việt Nam người ta gọi là những người phản bội quê hương, những người rời đất nước ra đi, là những người không có yêu nước. Thế rồi vài chục năm sau, cái điều kiện cơ chế chính trị ở đất nước Việt Nam nó đổi thay. Người ta mong muốn cộng đồng người Việt về lại Việt Nam để bỏ tiền ra giúp ích cho cái quê hương nghèo khó kia, cho nên người ta gọi những người Việt rời quê hương đi đó là những người Việt yêu nước. Cũng con người đó, ngày xưa thì họ gọi đó là những người phản bội quê hương, phản bội tổ quốc, bỏ quê hương. Rồi bây giờ họ gọi những người đó là những người yêu nước. Thế thì thưa các vị, cái mức độ cạn nhất là tất cả những cái danh xưng giữa trần đời này nó vốn là phù du, nó lắc lư chứ nó không bao giờ là định chuẩn cả. Nó thay đổi tùy theo hoàn cảnh địa vực là một, tùy theo cái điều kiện chính trị của từng thời là hai. Rồi một cái ví dụ lịch sử thêm nữa. Lịch sử thì nó rất là dễ hiểu. Có những thời người ta suy tôn Khổng Tử là một vị vạn thế sư biểu, tức là một vị thánh của muôn đời. Thế nhưng mà vào thời cách mạng văn hóa của Trung Hoa, 10 năm từ năm 69 tới năm 79 thì phải, thì Hồng Vệ Binh của Mao Trạch Đông á, hạ vệ tượng Khổng Tử xuống, nó đập nát đầu ra, nó mổ bụng ra. Và nó viết một dòng chữ là không có kẻ nào ngu si như Khổng Tử cả. Thế thì thưa các vị, nhìn đến mức độ cạn thì mọi cái danh xưng giữa trần đời này, tôn quý hoặc mạ lị, nhục mạ vân vân, nó đều đổi thay lắc lư, nó không có cái gì là bền bỉ. Đó là điều thứ nhất, mình nói cái tính không bền bỉ của tất cả những danh xưng. Cái thứ hai, nó không thực thể là sao? Thưa, mọi cái tên nó là để cho tiện dụng, chứ nó không hề biểu đạt được bản chất thực. Ví dụ như người ta gắn cho mình một cái tên là thiền sư chẳng hạn, mình cứ tưởng mình thiền sư thiệt. Và tùy theo cái nhận thức của mình mà mình gắn cho cái tên đó, nó có giá trị lớn hay là nó giá trị nhỏ, tùy theo mình thôi, cho nên gọi nó là giả danh. Ví dụ như mình giải thích thiền sư là một vị thiện tri thức, đã ngộ được đạo, có năng lực truyền đạt được chánh pháp, là bậc tôn quý, là một bậc trưởng thượng trong già lam. Thế thì cái từ đó nó rất là nặng ký. Thế nhưng mà tôi ngô nghê, tôi hiểu thiền sư là ông thầy tọa thiền thôi, ông thầy tu thiền thôi, thì không có gì quan trọng cả. Người ta gọi trà sư, mình tưởng chừng như trà sư là cái gì ghê gớm, là một bậc thầy về trà đạo. Thế thì cái từ nó rất là quan trọng. Thế nhưng mà cái tiếng trà sư mà gắn với tôi thì nó tầm thường vô cùng. Tại vì trà sư có nghĩa là ông thầy uống trà, chứ có gì nghiêm trọng đâu mà ghê gớm chứ. Thế thì bản chất của từng danh từ trong nhân gian này nó thay đổi theo cái tri kiến của người ta, theo cái nhận thức của người ta, theo cái cố chấp của người ta. Bên trong cái thực thể nó có thể luôn thay đổi. Rồi cái điều sâu xa hơn, thưa các vị, là mình cứ gắn những cái danh hiệu đó vào mình một cách rất là chặt. Mình cứ chết vì những cái danh mà không phải chết vì những cái gì khác cả. Con người mình thì người ta không thăm dò vô được. Người ta chỉ nhìn cái diện mạo bên ngoài là một, nhìn cái cách hành xử của mình là hai. Rồi người ta phê phán, người ta mạ lị hoặc người ta suy tôn. Thưa các vị, không dính gì các vị cả, chỉ là những cái danh phủ bên ngoài chơi cho vui thế thôi. Còn thực chất của các vị thì không ai có thể biết được. Bản thân của tôi, con người của tôi lành thiện, tôi có năng lực thế nào đó thì chính tôi biết rõ hơn, chứ không ai biết rõ hơn về tôi cả. Thế nhưng mà người ta thấy mình đạo mạo, đi đứng đoan trang, nói năng đầm thấm, biểu lộ cái cung cách của một ông thầy rất là đàng hoàng, có họ tưởng mình là một bậc đạo hạnh. Nhưng mà kỳ thực nó dính gì với tôi đâu. Họ là những người gán ghép những cái tên, những cái danh từ, những cái từ ngữ vào tự thân tôi mà không hề là tôi. Tôi là cái gì khác với những điều họ suy nghĩ về tôi. Rồi cái tầng sâu hơn nữa, không biết nó có đủ dễ hiểu hay không, mà cứ tầng sâu hoài, các vị thăm dò vô có được hay không nữa.
Cái tầng sâu nhất, thưa các vị, tất cả những danh từ, những ý niệm đó đều là những cái bên ngoài mà không phải là các vị. Nó là những cái giả danh thôi. Do vì nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt liên tục, nó chưa bao giờ dừng trong tâm thức các vị. Rồi những cái mà ta sầu khổ vô cùng, như lo lắng của tôi, bất an của tôi, nỗi buồn phiền của tôi, niềm tự ái của tôi, hạnh phúc của tôi, khổ đau của tôi, thất vọng của tôi. Tất cả những cái đó nó đều có những cái tên gọi. Thế nhưng mà cái điều tội nghiệp đó là nó chưa bao giờ là một trạng thái dừng lại ở yên hết. Như cái buồn, cái giận, cái thất vọng, cái khổ đau của các vị. Tất cả những thứ ấy nó là một loại tia chớp thôi. Nó sáng lên rồi nó tắt, nó nhấp nháy và nó đi liên tục từng hồi cho nó chưa bao giờ dừng lại. Nó không có một trạng thái thực của cái buồn hay cái giận hay cái khổ đau hay cái bất an hay cái thất vọng gì cả. Dùng cái ví dụ này để nói rất là dễ. Ví dụ như các vị nhìn thấy ngọn đèn nó cháy, kỳ thực cái ngọn đèn đó nó y nguyên như thế hay là nó luôn thay đổi từng từng tích tắc một, lửa luôn bốc lên cao, không phải là một ngọn đèn đứng yên như một vật thể. Ngay vật thể này nó cũng không hề đứng yên. Thế thì cái ngọn đèn kia nó do gì? Những tia lửa cứ bốc lên rồi tắt, bốc lên rồi tắt, dầu nó cứ nuôi và ngọn lửa cứ cháy, nó càng cháy thì thưa các vị, nó là cái sự sinh diệt liên tục, cho nên ta thấy nó cháy mà nó chưa bao giờ là ngọn đèn đầu hôm tới sáng là một ngọn đèn cả. Chưa hề có ngọn đèn nào từ đầu hôm tới sáng là một ngọn đèn. Tại vì nó đốt nhiên liệu từng phút giây một, cho nên nó xê dịch từng phút giây một. Nó đang trên đường di chuyển, đang trên đường tiêu diệt, nó sống như là nó chết. Đèn điện cũng thế, chứ không nói chi đèn dầu nữa. Dòng điện nó đổ vô để nó thắp sáng, và thưa các vị, nó sáng có nghĩa là nó đang đốt năng lượng, nó đang tiêu hao. Thì những cái bên trong của các vị như buồn của các vị, giận của các vị, bất an của các vị, sầu tư của các vị, vân vân, nó là một trạng thái ngọn đèn, nó không hề đứng yên, nó luôn dịch chuyển, cho nên bản chất của nó là không. Và nếu ta nhìn được cái điều đó thì cái gì nhìn được nó? Cái gì nhìn được cái điều này? Có cái nằm bên sâu bất động nó nhìn được cái động chứ. Thì cái điều này nó cũng giống như có cái vật chất hữu hình như hành tinh này thì phải có cái không gian vô hình mênh mông. Có cái sinh diệt đến đi rủi rong trong tâm thức các vị thì phải có cái bất động để thấy cái sinh diệt nó đang rủi rong. Có những lượng sóng cao hay thấp, lớn hay nhỏ, nó đang chạy dài trên mặt biển từ bên này đại dương tới bên kia đại dương thì phải có mặt biển để cho những lượng sóng kia chạy. Thế thì thưa các vị, cái chiều sâu nhất là cái chiều bất động của tâm không sinh không diệt. Đó là cái nhận biết của các vị đang nhìn thấy cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương đang rủi rong trên mặt biển. Thế thì cái chiều sâu nhất thưa các vị, đó là pháp bất động, đó là pháp không sinh, đó là Như Lai, Như Lai Tạng. Cho nên đi đến cái chiều sâu nhất thì thưa các vị, loại trừ tất cả pháp hữu vi, chỉ còn lại pháp vô vi. Do vậy mọi thứ tên gọi, mọi trạng thái tâm thức của các vị nó đều không thực, cho nên gọi nó là giả danh. Và khi quán chiếu được điều này, nhận ra được điều này là chúng ta đang an trú trong lý trung đạo để có thể đi thẳng vào kho tàng Như Lai, nơi tự tâm của các vị. Hay nói một cái từ khác là đi thẳng vào cái nguồn tuệ giác sâu xa, bất động của tâm Phật không sinh không diệt nơi các vị. Đó là tầng sâu nhất của chữ Pháp mà Ngài Long Thọ muốn mời chúng ta đi vô để nhận biết. Thưa đại chúng, đây là những cái điều từ trong luận thư do Ngài Long Thọ, Ngài lý giải về chữ Pháp. Tất nhiên mình cũng giới thiệu thêm một điều để cho các vị tìm tòi đọc. Nó có một tác phẩm cực kỳ hay, đó là Trung Quán Luận, hay gọi là Trung Luận nữa. Và của Ngài Long Thọ, mình nghĩ chắc có bản tiếng Anh. Những vị thiền sinh Mỹ có thể tìm cái bản tiếng Anh của cái văn bản này đọc. Và kỳ thực nếu mình không đi vô được cái đặc tính không của các pháp,
Thì thưa các vị, cái năng lực tu của mình có khi cũng rất là chậm, không có chuyển hóa được. Do vì mình không chấp nhận mọi thứ giữa trần đời này, bản chất của nó là bồng bềnh, là không. Mình luôn dính mắc với những thứ, những cái đối tượng mà mình tiếp xúc. Đối tượng đó là con người, đối tượng đó là tình cảm, đối tượng đó là ý chí của các vị. Và đụng đâu cũng dính mắc cả. Từng ý niệm sinh khởi trong các vị thì các vị liền dính mắc với nó liền. Trong khi cái con đường của tuệ quán này, con đường của trung quán này, tặng cho chúng ta cái nhìn là mọi pháp đều là nhân duyên tạo thành. Thế thì các vị loại trừ được cái tính cố chấp của các vị rất dễ. Và từ cái nền tảng này không có một cái luận lý thần học nào có thể lừa gạt được ta hết. Không có một loại thần linh nào lừa bịp đời sống ta được cả. Tự nhiên mình đi ngang như giữa trần đời này thênh thang. Và cũng tự nhiên là mình coi thường những cái điều mà thiên hạ tưởng chừng như là ghê gớm. Cái khổ của đời sống con người, do vì người ta cứ chấp chặt người ta thực có, người ta chấp chặt những điều người ta sở đắc, người ta thủ đắc đó, nó rất là nặng nề, rất là ghê gớm. Mà trong khi đó các vị nhìn ở mức độ cạn thôi thì các vị thấy nó đã không có nghĩa gì cả. Mình tưởng chừng như cái niềm đau nỗi khổ của một đời người nó rất là ghê gớm. Mình tưởng chừng như cái sự mất mát của mình là trời sập luôn. Nhưng mà thưa các vị, hãy nhìn ra không gian mênh mông này thì các vị thấy mình chẳng là gì cả. Có một chút tuệ quán thôi thì các vị thấy là trên trần đời này có nhiều mảng đời nó khổ hơn ta vô cùng. Trong khi đó thì cái khổ của chúng ta nếm trải nó xíu xiu như một chút nước dính vào đầu chân hương thôi. Một tí ti không có nghĩa gì cả. Và nếu mình nhìn được điều này rồi thì thưa đại chúng là từ khi mình không muốn tu, từ khi mình không muốn thành đạt con đường giác ngộ, bằng muốn đó, thì mọi thứ trên trần gian này nó đều nhẹ tên đối với đời sống chúng ta. Không có cái gì gọi là đáng giá để cho chúng ta chìm ngập trong đó gọi là khổ, là nhận chìm đời sống ta được hết. Do ta quá ư là cố chấp, quá ư là nặng nề đối với tất cả những cái điều chúng ta nghĩ là phải sở hữu của tôi, đời tôi phải như thế này, đời tôi phải như thế kia. Nhưng mà kỳ thực mọi pháp ở nhân gian này nó đều bồng bềnh sinh và diệt, nó đều không có ai thủ đắc được nó cả. Và nhìn sâu hơn thì không có gì gọi là quý là tiện giữa nhân gian này cả. Và chỉ cần giác ngộ một chút thôi, mọi pháp nó đều tự nhân tự duyên hình thành thôi. Thì từ cái nhìn này ta phá vỡ tất cả những cái khổ về vật chất, khổ về tinh thần, khổ về tình cảm, và đạt thẳng vào cái nguồn tự giác sâu xa vô ngã của chính tự thân. Thì thưa các vị, không có cái khổ nào dính các vị được cả. Một ví dụ gần thế này, khi nói cái khổ thì cái gì khổ? Tôi khổ. Mà thưa các vị, là truyền thống thiền tứ niệm xứ đã là một phương pháp để cho các vị thể nhập vào bản chất không. Chỉ có trạng thái khổ mà không hề có cái tôi khổ. Quán pháp trong pháp, quán tâm trong tâm cũng như thế. Chỉ thuần là trạng thái tâm hành. Chỉ thuần là những pháp là đối tượng để ta quán chiếu. Chứ không có cái tôi, cái ta gì trong đó. Cái sự vận hành của cái khổ nó đi ngang qua. Thì hãy nhận biết, chỉ nhận biết sự có mặt của nó. Chứ không hề có tôi đang bất an, không có cái chuyện đó. Hãy nhận biết cái trạng thái bất an, chứ không có cái con người bất an. Thì ngay những bài học căn bản này để đưa chúng ta đi vào phá vỡ được cái cố chấp về bản ngã rồi, thưa các vị. Đó là mình nói một chút về luận thư của Ngài Long Thọ, Ngài Ngài giải minh về pháp. Chắc đủ rồi. Đúng ra nó còn hai phần nữa, nhưng mà mình thấy nó dài dòng. Tức là phần thứ hai là từ văn học đại thừa, rồi từ từ văn học thiền. Họ đều có những cái định nghĩa rất là khác biệt. Tuy nhiên cái cốt tủy của nó quy chiếu về thì thưa các vị là một thôi. Và văn học đại thừa với thiền tông nó cùng chung một nẻo. Ví dụ như mình dẫn ra một câu kệ thôi. Đây là cái bài kệ nổi tiếng đầu tiên trong truyền thống thiền tông.
lúc Đức Thế Tôn truyền pháp cho ngài Mahakayip, ngài đọc cái bài kệ này: Thưa các vị, là trên hội Linh Sơn, Đức Thế Tôn cầm một cành hoa sen đưa lên và Ca Diếp mỉm cười. Thế Tôn nói một câu là ta có chánh pháp nhãn tạng và niết bàn diệu tâm. Mấy cái từ này rất là hay. Và thật tướng vô tướng nay truyền cho Ca Diếp. Mình giải thích cái này trước rồi đi vô cái bài kệ này. Và chúng ta đang đi lang thang định nghĩa về chữ pháp. Thế Tôn nói là ta có chánh pháp nhãn tạng, tức là cái kho tàng con mắt của chánh pháp. Hoặc là mình diễn đạt một cái từ dễ hiểu là ta có trái tim chánh pháp, tinh yếu của pháp môn, cái trạng thái niết bàn tịch tỉnh của tâm. Nó vốn là thật tướng mà nó cũng không có tướng gì hết. Tất cả những cái điều đó ta đem ta truyền cho ngài, tặng cho ngài Ca Diếp. Đó là câu nói trước. Rồi ngài mới nói một cái bài kệ là pháp bổn pháp vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tằng pháp. Thì thưa các vị, cái bài kệ này bao nhiêu chữ pháp đây? Trong một cái bài kệ có 4 câu 20 chữ thôi mà 10 chữ pháp. Học thì 15 phút thuộc, và học viết cũng chừng một chút xíu là thuộc thôi. Nhưng mà giải thích được bài kệ này thì giải thích không trôi. Cái gì mà pháp bổn, pháp vô pháp, mình giải thích một chút thôi, chưa có đi sâu vô bài kệ này. Tức là bản thân của pháp vốn là không. Pháp bổn, pháp vô pháp nghĩa là cái sâu xa màu nhiệm nhất, hay là cái bản chất thực của các pháp vốn là không. Bản chất thực của các pháp vốn là không, đó là câu đầu. Cái không ấy cũng là pháp, nhưng mà cái pháp ấy chưa bao giờ sinh, chưa bao giờ diệt, cho nên gọi là pháp pháp hà tằng pháp. Bản chất của nó chưa từng là một pháp hữu vi. Không biết có đủ dễ hiểu hay không, sao thấy các vị ngẩn ngơ quá. Thưa các vị, văn học thiền nó khác với kinh văn. Điều thứ nhất là nó rất là trực tiếp, nó chỉ thẳng thôi. Chỉ thẳng cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Ý thứ nhất nó là như vậy. Ngay nơi cái sinh diệt chỉ cho ta thấy cái không sinh diệt. Ngay cái lai động chỉ cho chúng ta thấy cái không lai động. Ý chính của thiền tông là như thế. Rồi quy chiếu nó lại tự thân. Thưa các vị, cái điều sâu xa nhất mà Đức Phật muốn chỉ đó là ngay cái hình hài năm quẩn sinh diệt của anh, ngay cái vui buồn phiền não của anh, có cái không sinh không diệt nơi hình hài năm quẩn. Ngay cái vui buồn nổi trôi bồng bềnh đó, có cái không vui không buồn. Ngay cái bất hạnh của anh, có cái không bất hạnh. Đó là ý chính của nhà thiền là vậy. Và các vị nắm được cái phần này trước rồi chúng ta giải thích kế tiếp. Thế thì cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt nơi thân? Thưa các vị, thân thì theo với ngày tháng già cỗi, suy hao, tật bệnh và chết đi. Thế nhưng mà cái ý niệm của các vị, cái nhận thức của các vị, cái nhận biết của các vị về thân thì nó không già. Phải không? Thân thì già, nó là hình thể vật chất cho nên nó già theo với thời gian. Thế nhưng mà cái nhận biết của các vị hồi trẻ thì cũng như vậy, bây giờ cũng như vậy, 10 năm sau, cái nhận biết ấy cũng như vậy. Khi mà ta già hơn một tí, hệ thần kinh của ta nó bị lão hóa đi. Ta quên, ta nhớ, ta lẫn lộn. Không phải là cái biết của mình nó suy hao, mà do vì cái cơ chế thần kinh của mình nó suy giảm, cho nên cái sự vận hành của tâm thức mình nó bị trở ngại thôi. Giống như cái sợi dây điện kia, nó bị đứt, hoặc nó bị rỉ sét. Cho nên cái dòng điện đi ngang có ít thôi, nó không đủ để nó đốt bóng đèn thôi, chứ không phải điện không có. Điện vẫn như thế, nhưng mà cái dụng cụ phát sáng đó là bóng đèn thì nó bị hư. Thì người già cũng thế, do hệ thần kinh, do cơ chế của thân nó bị già cỗi suy yếu, cho nên cái biết của các vị nó giảm đi. Các vị quên, các vị nhớ, ký ức của các vị không tốt như ngày xưa, nhưng mà không phải cái biết nó bị suy giảm, mà do cái hệ thần kinh vật lý của các vị nó suy giảm. Và từ cái đó thì chúng ta nhìn ra cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Thân thì sinh diệt. Cái nhận biết bên trong thì đâu hề sinh diệt.
Đó là tầng thứ nhất. Đức Phật muốn chỉ cho các vị thấy cái gì bền và cái gì không bền, cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Thì sâu hơn một tầng nữa, Ngài lại chỉ thêm để thấy là cái tầng sâu này, cái sinh diệt và cái không sinh diệt, nó cũng chia làm hai nữa. Bây giờ đi lang thang vô cái phần này trước đã, giải thích nha. Bây giờ chúng ta nói về cái sinh diệt này. Tầng cạn đi, tầng sâu, mình cứ chia ra cạn sâu hoài. Tầng cạn dễ hiểu, đó là thân thì sinh diệt và tâm thức của các vị nhận biết thì không sinh diệt, phải không? Thế rồi đi vào cái tầng sâu, thưa các vị, tầng sâu là cái tầng tâm thôi. Cái tầng này nếu ở mức độ cạn thì ta đối chiếu nó với thân thì ta thấy nó không sinh diệt, già cũng như thế, trẻ cũng như thế, cái nhận biết không đổi thay. Thế nhưng mà mình đem nó di chuyển xuống chiều sâu để nhận ra một điều là bản chất của tâm này có thể chia làm hai phần. Cái mà ta gọi là không sinh diệt theo con mắt thường nghiệm á, thì ta chia nó ra làm hai phần, phần cạn ở phần sâu. Cái chiều cạn của tâm các vị á, thì nó sinh diệt. Cái nào là chiều cạn của tâm các vị? Như vui buồn, như suy nghĩ, như tưởng tượng, như ý chí của ta, nó là sinh diệt thôi. Ý chí của mình nó giống nhau hồi trẻ tới già không? Thưa không. Hồi trẻ mình gan lắm, lì vô cùng. Thế nhưng mà già rồi cái mặt nó lưng cho nên nhát gan. Lái xe rất là cẩn thận. Chứ trẻ thì sống bạc mạng có ngán gì ai. Thế thì thưa các vị, ý chí nó là một loại sinh diệt, có thể làm cho nó lớn, có thể làm cho nó bé lại. Cái sự gan gốc của các vị nó cũng vận hành theo cơ chế của thân các vị. Rồi niềm vui nỗi buồn có khi nó cũng theo với thân của các vị mà nó trồi nó sụt. Cho nên ta gọi những cái phần như vui buồn của ta, hạnh phúc của ta, ý chí của ta, nó là cái phần sẽ đổi thay và sinh diệt. Rồi sự suy nghĩ của các vị nó sinh diệt hay nó nguyên như thế? Thưa các vị, nó sinh diệt đến đi, nó một tràng dài chưa bao giờ dừng lại cả. Sự suy nghĩ nó được biểu đạt bằng những dòng chữ, không hề có sự suy nghĩ nào không được làm thành bằng dòng chữ trong đây cả. Dòng chữ bên ngoài thì tôi nói để các vị nghe, dòng chữ bên trong tôi nói cho chính tôi nghe, người ta gọi nó là sự suy nghĩ, có phải không? Thế thì cái dòng chữ bên ngoài để hình thành một câu nói có ý nghĩa thì người ta phải nói một tràng dài thế này, tiếng này đi ra, tiếng kia nói tiếp. Còn nếu các vị không nói thành một câu chữ nhiều tiếng như thế thì các vị u a, chứ các vị không thể nói thành một câu chữ để có một cái ý nghĩa gì trong câu nói của các vị. Thế thì trong ý thức ta cũng vậy. Cái mà gọi là vọng thức nè, gọi là suy tư nè, gọi là suy nghĩ nè, nó là những dòng chữ nối dài bên trong chứ chẳng có chi lạ cả. Thế thì dòng chữ bản chất của nó là gì? Luôn di chuyển, luôn xê dịch. Thế thì nó sinh diệt hay là nó nguyên dạng? Không nguyên dạng. Nó là cái sự xê dịch. Nó luôn biến chuyển, luôn thay đổi, luôn sinh diệt. Thế cho nên cái chiều cạn của tâm thức các vị thì nó sinh diệt, nó đến đi, nó mất còn, nó đổi thay. Chưa bao giờ đứng yên cả. Ví dụ như cái nỗi niềm đam mê của ta nó đứng yên ở ngay đó hay là nó đổi thay? Thưa các vị, đổi thay, chưa bao giờ đứng yên cả. Có những lúc mình đam mê thư pháp, mình thức đêm mình tập thư pháp. Có những lúc mình mê đọc sách, rồi có những lúc mình cũng mê tu nữa, ngồi thiền cả đêm, nhưng mà có những lúc cái mình chán. Thế thì cái thứ đam mê nào nó cũng thuộc cái loại sinh diệt. Thế nhưng mà nếu mình thông minh thì mình lặn xuống chiều sâu, cái chiều sâu này thì dưới cái nền của nó là có cái không sinh không diệt. Cái gì là nền của phần tâm thức bất động này? Thưa, cái nhận biết của các vị là phần không sinh diệt. Buồn đến rồi đi, suy nghĩ đến rồi đi, phiền muộn đến rồi đi, thất vọng đến rồi đi, rồi hy vọng cũng đến rồi đi, hạnh phúc cũng đến rồi đi, buồn chán cũng đến rồi đi. Và tất cả những cái ấy, thưa các vị, có một ví dụ rất là hay mà mình hay dẫn lại đây để nó sáng ý, đó là nó là những toa tàu.
ta thử hình dung là có một cái đầu mái tàu lửa, nó kéo một dãy dài toa tàu mà nó không phải kéo đi đường thẳng mà nó kéo quay đường tròn vậy. Và nhiều đời kiếp rồi ta cứ leo lên những toa tàu đó, ta đi cùng với những toa tàu, cho nên ta quay tròn trong ba cõi sáu đường, chết rồi sống, sống rồi chết. Tức là ta luôn ở chiều cạn, ta không thể thâm đạt vào chiều sâu. Ta cứ thấy mình là vui, thấy mình là buồn, thấy mình là bất an, thấy mình là khổ lụy. Và kỳ thực tất cả những thứ này, thưa các vị, bản chất của nó là sinh diệt là một. Thứ hai, nó giả vờ vô cùng, nó không thật bao giờ. Thế nhưng mà mình cứ nổi bề cạn, mình cứ leo lên những toa tàu, có khi thì mình leo lên toa tàu giận, có khi mình leo lên toa tàu sân si, mình thấy mình với cái sân là một. Rồi có những lúc mình luyện đời mình chìm trong cái toa tàu là ái nghiệp nặng trì trì. Mình tưởng là cái nghiệp ái là bản chất của mình, nhưng mà kỳ thực không phải thế. Bản chất của các vị không hề là những toa tàu. Các vị là người đứng nhìn những toa tàu ngược xuôi đang đi quanh vậy. Cái gì là đứng yên, cái gì là sinh diệt, cái gì là chiều cạn, cái gì là chiều sâu, cái gì là toa tàu, cái gì là người đứng yên. Thưa các vị, buồn, giận, ghét, thương, suy tư, sầu muộn, đó là những toa tàu đi quanh vậy. Các vị là cái nhìn cho các vị không hề là những cái buồn, giận, thất vọng hay khổ đau. Và hai trạng thái này nó ngay nơi đời sống của các vị. Các vị khéo thì các vị là người nhìn, các vị là người đứng ở sân ga nhìn những toa tàu, các vị vụng thì các vị leo lên những toa tàu để những toa tàu nó đi ngút ngàn, nó dìm cuộc đời mình xuống, thế thôi. Thế thì ở chiều sâu của tâm thức có hai phần rất là rõ để cho chúng ta nhận diện và tu, đó là chiều cạn là những cái sinh diệt đang diễn hành trong tâm thức, chiều sâu là cái nhìn bất động của các vị, cái nhận biết của các vị ngay hiện tiền, đó là chiều sâu. Và cái nhận biết này, thưa các vị, nó được gọi là gì? Gọi là pháp bất động. Vốn nó là rỗng, vốn nó là không, cho nên pháp, bổn pháp, vô pháp là như vậy. Đức Thế Tôn truyền đạt cái pháp này, cái pháp vô sinh bất diệt này, nó không phải là pháp hữu vi. Cho nên pháp bổn pháp, vô pháp, gốc của pháp này hay là cái pháp ta truyền đạt đây, bản chất của nó là không, bản chất nó là rỗng, bản chất nó là bất sinh bất diệt. Mình đứng ở mặt phủ định đó thì bản chất nó là không, còn đứng ở mặt xác định thì bản chất nó là không phải không. Nó có dễ hiểu không? Ví dụ như một tấm gương rất sáng như thế này, mình đứng ở mặt phủ định mà nhìn thì tấm gương đó là không, do vì nó không phải là cái bảng để người ta họa hình vô, nó không phải là cái máy chụp hình, máy quay phim, cho nên nó không có hình gì cả, nó trong suốt, nó không có một bóng gì trong đó cả. Thế thì nó được gọi là không, phải không? Thế nhưng mà không hay có, do vì nó không lưu giữ bất cứ một hình ảnh nào, cho nên tất cả những hình ảnh đi ngang qua nó đều soi sáng cả, cho nên nó là có. Gọi là trạng thái niết bàn diệu tâm là như thế. Niết bàn là trạng thái rỗng, lặng, tịch nhiên. Diệu tâm là gì? Tức là năng lực soi sáng của nó, tất cả những cái hiện tượng đến nó đều soi sáng, cho nên gọi nó là màu nhiệm vô cùng, thế thôi. Và cái lời này nó là điều diễn đạt từ bài kệ này. Tóm lại, thưa các vị, đành rằng cái bài kệ này nó trùng ngôn lập ngữ pháp, 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 20 chữ mà có tới 10 chữ pháp. Thế nhưng mà cái chữ pháp trong nhà thiền chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái chi? Chỉ cho cái trạng thái tâm bất động, không sinh không diệt, cái chiều sâu nhất này, chứ chẳng có chi lạ. Và trong văn học của thiền tứ niệm xứ thì Đức Thế Tôn không có dùng nhiêu khê thế này. Ngài chỉ dùng một từ thôi, thưa các vị, là từ gì? Từ tuệ tri thôi. Có cái buồn, anh hãy tuệ tri cái buồn đang có mặt. Khi cái buồn không có mặt, anh hãy tuệ tri cái buồn không có mặt. Cái giận đang có mặt thì anh hãy tuệ tri cái giận đang có mặt. Và khi cái giận không có mặt thì anh biết là cái giận không có mặt. Thế thôi. Hay nói một cách khác là không có một phút giây nào, không có một sát na nào, không có cái tuệ tri sống bừng bừng nơi anh, gọi nó là quán pháp trong pháp. Một cái từ dễ hiểu nó là như vậy.
Sao nói mắt khô cổ rồi mà mới 8:39 là sao vậy? 8:30 nghỉ chứ hả? Cái đồng hồ này nó có xì cúc không mà kỳ vậy? Mắt hết chữ nghĩa rồi sao đồng hồ nữa? 8:30 là sao? Thưa đại chúng, là những cái điều này mình giải thích các vị nắm được chứ hả? Chắc không nói mà gục gạt đó. Đó là phần thứ nhất. Mình tạm thời dừng lại nó đi. Tức là đi loanh quanh cái chuyện định nghĩa pháp là gì, mất hết mấy buổi học. Bây giờ mình đi vô cái phần thứ hai. Cái câu giờ hoài nó cũng kỳ. Cái phần thứ hai, thưa các vị, là chúng ta đi vào pháp quán. Mình đã loanh quanh cái chuyện lý luận này, tức là mình giải thích rất là dông dài để cho các vị hiểu cái từ trong Phật học gọi là liễu tri đó. Liễu tri hay là liễu đạt. Rồi cái phần này đó là chúng ta đi vào sự thực tập vào pháp quán một cách cụ thể. Và kỳ thực là nếu các vị đọc vô trong Trung A Hàm hay là Trung Bộ Kinh, đi vô các bài kinh thiền tứ niệm xứ thì các vị cũng không cần phải nghe làm chi cho mệt. Đủ để mình thực tập rồi. Mình đọc một đoạn cho quý vị nghe, thấy lời dạy Đức Thế Tôn sáng bừng thôi. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp? Này các tỳ kheo ở đây, tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên pháp đối với năm triền cái? Quý vị đọc ngang đây cái đủ buồn ngủ rồi. Thế Tôn cứ lặp đi lặp lại. Và cái điều đáng phục là sao, các thầy tỳ kheo ngày xưa thuộc lòng hay thiệt. Lặp tới lặp lui thế này, dường như 10 câu nó sai biệt vài chữ trong đó thôi. Và người nào đọc được văn học A Hàm một cách say sưa và hứng thú rồi, thưa các vị, dường như duyên lành của Tam Bảo lớn vô cùng mới có khả năng đọc được. Bằng không thì các vị ngậm vô nó giống như mình ngậm cọng rơm vậy đó, nó không có một cái hương vị gì cả, nó làm cho mình rất là sợ. Này các tỳ kheo ở đây, tỳ kheo nội tâm có ái dục tuệ tri, nội tâm tôi có ái dục hay nội tâm không ái dục, tuệ tri nội tâm tôi không ái dục, và giới ái dục chưa sinh nay sinh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy, và với ái dục đã sinh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy, và với ái dục đã được đoạn tận, tương lai không sinh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. Các vị thấy rất là lượm thà lượm thượng, trùng ngôn lập ngữ. Thế nhưng mà cái đoạn đó, thưa các vị, chúng ta có thể phân ra nó như thế này. Mình chịu khó làm một cái tổng kết giúp cho các vị thôi. Chúng ta đi vô cái phần quán pháp, trong pháp chia nó ra là mấy phần như thế này. Phần A đó là nội dung kinh văn đang học. Điều này mình muốn truyền đạt cho các vị cái gì? Thưa đại chúng, là tối thiểu các vị phải viết một đoạn kinh văn đó vô đây. Viết chính văn nó vô đàng hoàng nghiêm túc. Mình học đàng hoàng chứ không phải là mình lơ phất phơ được. Và trong Trung Bộ Kinh, thưa các vị, Cô Trí Hải dịch cái văn bản tốt yếu của Ngài Nanamoli bằng thi kệ rất là hay. Mình chép một đoạn thôi. Quán pháp gồm 5 mục. Một, quán 5 triền cái. Tham sân và ngũ trạo cử và hoài nghi. Đoạn kệ này rất là dài, thế nhưng mà mình ghi cái phần đầu thôi. Các vị còn nhớ là chúng ta đã ghi ra 5 phần quán đó. Một là quán 5 triền cái. Cái này bản tổng kết nha. Hai, quán cái chi? Quán ngũ uẩn nè. Ba, quán cái chi? Quán thập nhị xứ nè, 12 xứ. Giờ hỏi cái này cho đã.
Năm thiền cái thì đây có rồi đây. Là tham nè, sân nè, ngũ gục nè, trạo cử và hoài nghi, đó là năm thiền cái. Năm quẩn thì các vị biết rồi. 12 xứ là gì? 6 nội xứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 6 ngoại xứ là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, là 6 ngoại xứ. Thưa các vị, có nơi thì gọi là thập bát xứ, có nơi thì thập nhị xứ. Tùy cái pháp hội mà Đức Thế Tôn có thể triển khai, có khi thì Ngài nói nó là ngũ quẩn, có khi Ngài triển khai 12 nhân duyên, có khi Ngài nói 12 xứ, tức là 6 nội xứ bên trong, tiếp xúc với 6 ngoại xứ bên ngoài. Ngài không nói về 6 thức. Thế cho nên cái phần thứ 3 đó là quán thập nhị xứ, và phần thứ 4 quán cái chi? Quán thất giác chi đó. Và thứ 5 đó là quán tứ đế. Trong cái phần quán pháp trong pháp thì gồm có 5 đề mục như thế này. Và cái bài này 4 câu thôi, tặng cho chúng ta cái phần đầu là quán năm triền cái. Cái ý đầu tiên chúng ta chia sẻ tại sao gọi nó là triền cái. Tại sao gọi nó là triền cái? Con có quen cái từ triền cái chưa? Ồ dạ. Ngủ triền cái. Giải thích mấy cái từ này nó rất là quan trọng. Thưa các vị, cái chữ này nó mang cái hàm nghĩa là nó quấn quanh vậy nè, nó ràng buộc. Mình hình dung á, nó mảnh mai vô cùng chứ nó không có gì ghê gớm cả. Giống như ái dục, nó không có hình thể sắc chất gì để các vị thấy cả. Thế nhưng nó được gọi là triền cái là do vì nó bủa dây đời sống ta, nó làm cho người ta ngột ngạt, rồi cuối cùng nó dìm chết người ta, cho nên gọi nó là triền. Và cái hình dung rất dễ biết đó là các vị thấy những cái sợi dây dây chùm gởi hoặc là dây bìm bìm đó, những loài dây leo nó bò lên thân cây á, nó mảnh mai vô cùng, nó không có cái gì ghê gớm cả. Thế nhưng mà khi nó bò được lên trên đọt cây rồi thì cái cây đại thọ kia chết. Và có một câu chuyện dễ thương người ta viết về những loài dây leo, mình kể một chút để cho các vị thư giãn. Khi sợi dây leo nó mới bắt đầu bỏ một cái đọt bé nhỏ, nó xin với bác đại thọ, nó nói là bác ơi cho cháu nương với bác cháu leo lên trên cao để hưởng một chút nắng mặt trời. Cái cây cổ thụ kia nó cười, nó nói vâng, cháu cứ tự nhiên, cháu mảnh mai như thế mọc yếu ớt cái đất tội nghiệp không thấy được ánh sáng, hãy nương với ta đi lên đi. Cái cây đại thọ bên cạnh nó nói này này anh à, anh không thể hình dung được, cái sợi dây kia nó rất là ghê gớm, nó sẽ giết anh đó. Bác đại thọ cười ngất, nói làm sao nó có thể giết tôi được, nó mảnh mai như thế kia. Nói không, tôi đã chứng kiến rất là nhiều, bao nhiêu loại đại thọ lớn hơn bác nhiều mà đều chết, không ai có thể chịu đựng nổi đâu. Thấy nó mảnh mai nhưng mà nó ghê gớm. Và thế rồi ngày qua tháng lại, nó leo dần tới đọt. Thì thưa các vị, nó bắt đầu, nó cho bà con dòng họ của nó bủa dây hết cái tàn cây đại thọ kia. Và cuối cùng thì không còn một chút ánh nắng, không một chút hơi sương. Và cuối cùng thì cây đại thọ kia chết. Và cái hình dung này thưa các vị, nó rất là hợp lý khi chúng ta nói tới chữ triền này, nghĩa là cái sự ràng buộc, bó chặt, dìm chết. Ý thứ nhất nó là như vậy. Ý thứ hai chữ cái là gì? Cái là nó che trên đầu vậy, nó ngăn nó không cho phát triển. Và hai chữ này hợp lại nó có một cái hàm ý là năm món này thưa các vị, nó làm cho chúng ta không vươn được đến thánh đạo. Chúng ta không thể phát triển được bồ đề tâm, không thể tu hành, không thể dựng dậy đời sống ta được. Đành rằng nó rất mảnh mai, nó không có gì ghê gớm cả, nhìn thấy nó không có gì đáng sợ cả, nhưng mà nó là một loại vô cùng nguy hiểm đối với đời sống của người tu. Người nào muốn thành đạt chánh trí thì thưa các vị, không thể lơ là đối với năm món triền cái này mà thành đạt được. Tôi ví dụ một cái phần nhỏ nhất ở trong đây thôi. Ví dụ như cái vô tội vạ nhất là cái chuyện ăn ngủ của chúng ta, nó rất là vô tội vạ. Cơ thể nào nó cũng đòi cái sự ngủ nghỉ một cách hợp lý cả. Thế nhưng mà với cái nhìn của người tu tập, với cái nhìn của Đức Phật thì
Nó là một loại trong tất cả các thứ truyền cái ạ. Tại sao nó là loại truyền cái? Thưa các vị, là ngủ là gì? Một cái chết tạm thời gọi nó là ngủ. Còn cái chết dài hạn đó là các vị trở lại về vô thường, thần thức các vị ra đi gọi là cái chết dài hạn. Còn ngủ là một cái chết tạm thời ngắt quãng đời sống chúng ta trong một giai đoạn của một ngày. Đó là trường hợp đi vào giấc ngủ chiều sâu. Cái năng lực tuệ tri nó không có liên tục được. Và khi các vị chìm vào sự hôn mê của giấc ngủ, các vị không có sự tỉnh thức, tức là cái năng lực tu mình không đủ quay một vòng tròn để cái sự tỉnh thức nó có mặt trong giấc ngủ, thế thì chắc chắn một điều là các vị sẽ chìm trong hôn mê lúc các vị trả hình hài về trong vô thường. Đó là cái chiều sâu của nó là như thế. Thế nhưng mà cái chiều cạn là thế này: khi tâm ta giả dưỡi, hôn ám, mù mờ, chìm trong trạng thái vô ký, thì thưa các vị, năng lượng chánh niệm không có đủ sáng bừng, tu tập nó lờ đờ, cho nên nó là một loại che mất ánh sáng chánh niệm. Cái năng lực tuệ tri nó không có liên tục, cho nên nó là một loại truyền cái. Và có nhiều cái cách để người ta trị. Và trong truyền thống thiền Vipassana thì thưa các vị, điều thứ nhất là thức ăn của các vị nó cũng đóng góp một phần cho cái anh chàng này phát triển này. Ăn quá no là một nè, những thức lạnh là hai nè, chậm tiêu là ba nè. Ví dụ như sữa là một loại nó làm cho chúng ta lờ đờ dễ ngủ. Và kỳ thực là trong giáo pháp Đức Phật dạy, ngay cư sĩ thôi thì cái năng lực tỉnh táo nó cũng rất là cần, nó đừng nói chi người xuất gia chúng ta. Ví dụ như năm giới đầu, thưa các vị, rượu là một loại quan trọng trong năm giới căn bản của người tu, do vì nó làm cho năng lực trí tuệ của các vị bị giảm sút. Cái sự tuệ tri của các vị nó không liên tục, cho nên được liệt vào một loại cấm giới. Cư sĩ thôi, chưa phải là người tìm cầu giải thoát. Thế mà cái năng lực bén nhạy, sáng suốt, tỉnh táo nó còn rất cần nữa thay. Thế cho nên trong đời sống người xuất gia, thưa các vị, nó được liệt vào loại triền cái là như thế. Và mình lặp lại, triền có nghĩa là nó ràng buộc, nó dây bọc, nó bó chặt đời sống anh lại. Cái nghĩa là nó che đậy, nó nhận chìm, anh không thể vươn lên thánh đạo được, cho nên gọi nó là năm thứ triền cái. Đó là chúng ta có một cái định nghĩa tổng quát về triền cái. Bây giờ đi vô từng phần một. Triền cái đầu tiên đó là gì? Thưa ái và dục, thưa các vị. Ái và dục, nó là triền cái đầu á. Trong đây thì gọi là tham dục chứ không phải ái dục. Tham dục, nhẹ hơn đi. Cái chữ này dường như gặp rất là nhiều á. Kinh văn nào cũng gặp hết. Và trong mọi thứ phiền não sinh khởi nơi tâm thì nó đều có phần này. Càng hơn là mọi thứ bất hạnh của đời người nó đều có phần này, đều có tham và dục khi vô cả. Mọi thứ sầu khổ, bất an, ưu tư, phiền muộn, vân vân, nó đều có cái phần tham và dục đi vô. Rồi con đường luân hồi dắt dẫn chúng ta, nó cũng có tham và dục đi vô. Nó là nền tảng căn bản để chúng ta thọ sinh lại hành tinh này. Nó cũng là nền tảng căn bản để nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Nó cũng là cái nền tảng căn bản ràng buộc mình để không tiến được, không thành tựu được thánh đạo. Đó là mình nhìn một cách tổng quát về, về ngữ nghĩa của nó. Thế rồi đi vô chiều sâu thì thưa các vị, nó có những cái phần cạn và thâm sâu của nó, tức là phần thô và phần tinh tế của nó. Đó là chúng ta nhìn một cách tổng quát. Rồi cái hệ quả của nó sinh ra nữa. Mình nói tới cái hệ quả của nó rồi hãy đi vô cái chiều tinh tế và thô. Hệ quả của nó tức là nó sinh ra sân, sân nhuế. Hai cái phần này, ví dụ như tham và sân và ngũ dục này, thưa các vị, nó có một cái sự liên hệ dây chuyền với nhau. Khi anh có tham dục thì cái điều tất nhiên là cái sự sân hận, buồn phiền nó dễ phát sinh trong đời sống anh vô cùng.
nó là một cái hệ quả dây chuyền, có cái này thì có cái kia thôi. Và hai cái này nó có mặt thì thưa các vị, cái phần quan trọng làm nền cho nó là có cái phần phía dưới là vô minh nó có mặt. Ở đây thì gọi là cái từ thùy miên, tức là trạng thái tâm sở nhẹ thôi. Nhưng mà cái tầng dưới thùy miên đó, tức là cái tầng vô minh, nó có một cái nền để nuôi dưỡng hai hai cái thằng này. Đó là chúng ta nói cái bản chất của nó, hệ quả của nó, và cái nền để nuôi dưỡng những cái thằng này nó sống còn và nó tồn tại. Thế rồi mình phân tích từ cái thô cho tới cái tinh tế thì các vị thấy thế nào là thô, thế nào là tinh tế? Định nghĩa ở mức độ cạn đó, thô nghĩa là cái mà các vị nhìn được, nhận biết được, nó biểu hiện ra ngoài, người ta thấy, mình cũng thấy, gọi là thô. Rồi tinh tế là gì? Thưa các vị, nó tiềm phục nằm bên trong mà không ai thấy. Chỉ các vị là những người nhận biết được thôi, chứ còn không ai nhận biết được, cho nên gọi nó là tinh tế. Và thông thường thì thưa các vị, ta có thể loại trừ phần thô này rất là dễ. Nhưng mà cái phần tinh tế này thì rất là khó. Nó nằm trong tâm thức của ta chứ không phải nằm bên ngoài. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như chúng ta là những người xuất gia luyện mình vào đời sống già lam. Dĩ nhiên là mình cắt được cái dòng chảy của dục. Nó là phần thô rồi. Thế nhưng mà cái phần tinh tế của nó thì chúng ta vẫn chưa cắt được. Đó là phần ái, nó là cái phần tinh tế của nó, mình chưa cắt được. Rồi mình cắt được cái phần ái. Thưa các vị là phần ái nó cũng có thể chia làm hai phần là thô và mịn nữa. Ái thô và ái mịn. Thế nào là ái thô? Mình sống đời sống xuất gia, mình không có gia đình, cái tình thương của mình nó chỉ còn lại đối với người thân của mình như bố mẹ mình, anh em mình, huynh đệ mình. Thì chúng ta thấy là cái phần ái thô này nó đã được loại trừ rồi đó. Thế nhưng mà cái phần tinh mịn vẫn còn. Tại sao nó vẫn còn? Thưa các vị là đời sống của con người ta không thể sống bằng lý tính mà nó còn có phần cảm tính trong đó nữa. Cho nên, thưa các vị, mình bỏ đời sống gia đình, bỏ đời sống của dục lậu nhân gian thô thiển, nhưng mà mình sống trong đạo, mình vẫn có một cái điều quan hệ tất nhiên, đó là tình huynh đệ, tình thầy trò. Thế thì tu đến chừng nào nó mới diệt sạch được ái thô và mịn? Tới chừng nào? Thưa, gạn lọc sạch hết hữu lậu nghiệp của các vị, lậu nghiệp không còn, lòng trắng như một cốc nước đã lóng thật trong, không còn một tí mùi bùn nào, và bỏ hết cặn cáo phía dưới thì mới được gọi là tinh lọc hoàn thiện, và phẩm chất từ bi nó mới nở hoa hoàn thiện. Bằng không thì trong cái từ bi ta có cái ái, và nó tinh vô cùng. Thưa các vị, ví dụ như ông thầy thương nữ đệ tử là một loại có từ bi nhưng mà có ái ạ. Và cái điều này không có tránh được, đành rằng thưa các vị nó không có tội lỗi gì cả. Nó là điều rất là tự nhiên thôi. Thế nhưng mà trong đó nó còn cái hạt mầm của ái. Và một hôm mình đi giải Sangha, mình có một cái ví dụ rất là hay, và mình nghĩ mình dẫn nó ra đây để cống hiến cho các vị. Hôm trước mình đã có nói một lần, bữa nay mình ôn lại thôi. Ví dụ như ly nước vậy, chúng ta chia ra nhiều tầng đi. Cái tầng bình thường phía dưới này thì nó gồm có nước nè, bùn nè, cặn bã nè. Nó biểu hiện cái gì ở đây? Thưa, có dục, có ái, cả hai phần, và có nước. Phần trên thì thưa các vị, dục nó bớt đi nhưng mà còn ái. Phần trên thì nó có từ bi rồi, và nó cũng còn một chút ái nữa. Và chỉ có phần này thuần là nước, thuần trong thôi. Thì cái phần trên này thưa các vị, người ta ví dụ nó với cái chi? Đạt được trạng thái vô ngã, gạn sạch hết lậu hoặc. Đây là loại nước trong, nó không còn cái hơi bùn, nó cũng không có cái vị chua do người ta lóng phèn gì cả. Nó thuần chất là nước, không hương, không vị, không màu sắc gì cả.
trạng thái vô ngã, trạng thái niết bàn tịch tịnh, trạng thái gạn lọc sạch hết mọi cấu nhiễm, mọi lậu hoặc của tâm. Đây là trạng thái nước trong rồi, thế nhưng mà còn có cái hơi mùi bùn, thưa các vị, còn có chất ái một chút trong đó, là có hơi mùi bùn, có màu sắc của ái. Và cái trình độ này thì thưa các vị, người ta đã nhìn không ra, có mắt bình thường mình nhìn không ra, mình chỉ thấy đó là trạng thái của thương yêu từ bi thôi, nhưng mà đâu biết rằng trong đó nó có cái ái, do vì lậu hoặc vẫn chưa đoạn. Nói một cách khác là chưa chứng thánh quả A La Hán thì vẫn còn kinh sợ đi, đừng tưởng đó là từ bi. Cái trạng thái này thưa các vị, còn ái thôi nhưng mà dục đã diệt sạch. Tại sao vậy? Có hai nguyên nhân. Thứ nhất là cơ thể sinh lý của anh nó tới một lúc nào đó dục nó không còn nữa. Thế nhưng mà đôi khi người ta dục không nhưng mà ái vẫn còn. Nó được biểu hiện ra. Có khi thân không dục mà miệng dục, ý dục. Nó rất là tinh tế cho nên rất là kinh sợ. Tu không giỏi, không gạn lọc được điều này, thưa các vị. Phần dưới này thì thưa các vị, có cả hai phần, dục và ái nó đi kèm theo hai phần này. Và đời sống bình thường của nhân gian họ không tu á, theo với cái quá trình tuổi của họ lớn dần có thể đi ngang qua, nhưng mà họ không thể vươn lên đến từ bi được. Nhiều lắm là bỏ được dục, thế nhưng mà đến cái tầng này thì nước tạm trong nhưng mà vẫn còn bùng. Có những người lớn tuổi quan hệ về dục không còn, thế nhưng mà họ vẫn còn ái rất là nặng, cho nên họ làm cái chi? Làm cái chi? Họ cũng ghen kinh khủng đó chứ. Cái nhu cầu quan hệ về dục không còn, thế nhưng mà họ vẫn còn muốn sở hữu người mình thương. Và thưa các vị, càng dâng lên cao thì đời sống càng trong, càng cống hiến được, như một loại cây nở hoa. Càng dâng lên cao, tức là nước càng lóng thì các vị mới có khả năng hiến tặng được cái năng lực của các vị cho người đời, đóng góp được cho đạo. Bằng không thì ta là ly nước đục. Có thể có người nào đó khát nước quá, hoặc họ là những người cùng nước đục như ta thì họ đến thôi, còn nước trong thì không hề. Nếu đời sống tu ta mà ta không lọc được cái phần này thì thưa các vị, rõ ràng là phí một đời trong chốn già lam nha. Phí một đời, lây quay một vòng đi vô chuyện tử sinh nữa. Và không ai có được hai hình hài để dành, để mất một hình hài này rồi mượn cái hình hài mới tu liền đâu. Các vị chỉ có mỗi một đời sống 50 năm, 70 năm giữa trần thế, mà không có lợi dụng được cái điều kiện tuổi trẻ là một, năng lực ý chí còn mạnh là hai, nỗ lực tu thì thưa các vị, không dễ gì đoạn được hạt giống lậu hoặc ái nghiệp nơi các vị. Tuổi già, ý chí mình nó suy giảm, cái năng lực tu nó suy giảm theo với tuổi. Và cái điều rất rõ ràng là Đức Thế Tôn thành đạo vào năm 35 tuổi. Thì các vị hình dung ra mình năm nay bao nhiêu tuổi mà bỏ cuộc đời mình trong cái chuyện phù du chứ. Một đời người lay quay thưa các vị, làm chưa được việc chi thì đã chìm mất vào cõi tử sinh. Và chưa chắc gì trong tương lai chúng ta gặp được chánh pháp. Cho nên thưa đại chúng là một ngày đối với một người tu không trân quý cho đủ, thế thì mình mất một ngày, mà mất một ngày có nghĩa là mất một đời chứ không phải mất một ngày. Không có duyên lành lớn chúng ta không gặp được đạo. Không duyên lành lớn không đọc được một câu kinh của Đức Thế Tôn. Thánh ngôn của Đức Như Lai, thưa các vị, không phải là chuyện dễ tìm giữa nhân gian. Thế cho nên hãy trân quý đời sống của chính mình. Có một câu mình nhắc lại tưởng chừng như dư mà nó chưa bao giờ dư. Coi như đó như là câu thần chú cũng được. Chết là cái tình cờ và vô cùng chắc chắn. Nó có thể rớt cái đùng xuống chúng ta ngay bây giờ. Nó có thể triển hạn vài ba ngày, không ai lường được đâu. Chết là cái tình cờ và vô cùng chắc chắn. Tình cờ vì nó không hẹn hò với ai. Chắc chắn là vì ta phải chết. Cho nên hãy kinh sợ.
Thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.